Theo báo cáo chỉ số BMI toàn phần lĩnh vực sản xuất Việt Nam của Nikkei trong tháng 9 vừa qua, chỉ số BMI của Việt Nam đã tăng từ 52,2 điểm của tháng trước lên 52,9 điểm. Kết quả này báo hiệu sự cải thiện mạnh mẽ sức khỏe của lĩnh vực sản xuất là mức cải thiện đáng kể nhất từ tháng 5 năm 2015. Theo đó, trong tháng 9 tốc độ tăng sản lượng ngành sản xuất đã nhanh hơn thành mức cao của 3 tháng và là mức tăng mạnh. Số lượng đơn đặt hàng mới tăng tháng thứ 10 liên tiếp với tốc độ tăng nhanh hơn so với tháng 8, trong khi đó số lượng đơn đặt hàng xuất khẩu mới cũng đã tăng. Lượng công việc mới tăng đã khuyến khích các công ty tuyển thêm nhân viên trong tháng 9 và tốc độ tạo việc làm là mạnh và là nhanh nhất trong thời gian 5 năm rưỡi. Bên cạnh đó tốc độ tăng chi phí đầu vào đã mạnh hơn một chút trong tháng 9 và gần như ngang bằng với mức trung bình của lịch sử chỉ số. Giá cả đầu ra đã tăng lần đầu tiên trong 4 tháng khi các nhà sản xuất cố gắng chuyển giao gánh nặng chi phí sang cho khách hàng. Tuy nhiên, tốc độ tăng giá cũng chỉ là nhỏ. Các nhà sản xuất ở Việt Nam đã tăng hoạt động mua hàng với tốc độ nhanh và là nhanh nhất kể từ tháng 5 2015. Cuối cùng, tồn kho của cả hàng mua và hàng thành phẩm đều tăng trong tháng 9. Hàng tồn kho trước sản xuất tiếp tục tăng mạnh so mức kỷ lục của tháng trước, trong khi hàng tồn kho thành phẩm tăng lần đầu tiên trong 10 tháng.